Bài 23 Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình sau 2x trừ y nhỏ hơn hay bằng 4 3x cộng y nhỏ hơn 1 Và y nhỏ hơn hay bằng 0 Ở đây người ta cho mình hệ bất phương trình với dấu ngoặc nhọn Nghĩa là gì? Nghĩa là khi giải ra ta lấy phần giao giữa ba bất phương trình Như vậy phần giao của ba bất phương trình nghĩa là gì? nói nôm na là ta lấy những điểm hay là những nghiệm giống nhau của ba bất phương trình mà thôi nha. Những nghiệm hay những điểm giống nhau của ba bất phương trình mà thôi. Vậy trước khi giải ta đặt là ở trên là bất phương trình 1, là kế đến bất phương trình 2 và bất phương trình 3. Ta sẽ lần lượt giải ba bất phương trình này theo thứ tự nha. Và bất phương trình 1 với 2x trừ y nhỏ hơn hay bằng 4 và cũng vậy ta đổi dấu nhỏ hơn hay bằng thành dấu bằng và ta đặt đây là phương trình đường thẳng D. Tại sao ta biết đây là phương trình đường thẳng D? Vì nó có dạng là AX cộng BI bằng C, A bằng 2, B bằng chữ 1 và C bằng 4. Để vẽ đường thẳng D hay là đường thẳng 2X trừ Y bằng 4 thì ta cần phải có hai điểm. Và muốn tìm hai điểm đó thì ta nên cho x bằng 0 và thế x bằng 0 vào phương trình đường thẳng d là đây ta kiếm ra được y bằng trừ 4 và ta đặt là điểm a với x bằng 0 y bằng trừ 4 kế đến ta cho y bằng 0 và thế y bằng 0 vào phương trình đường thẳng d ta được x bằng 2 và ta đặt là điểm b có x bằng 2 y bằng 0 các bạn không nhất thiết phải cho x và y bằng 0 các bạn có thể cho bằng bất cứ số nào khác tùy nhưng ở đây mình cho bằng không nó dễ dàng cho mình nha và ta có hai điểm A và B ta có thể vẽ trên trục tọa độ và trục tọa độ là trừ x cho đến x được gọi là trục hoành và từ trừ y cho đến y được gọi là trục tung hai trục này vuông góc với nhau tại điểm O của mỗi trục điểm O có tọa độ là x bằng 0 y bằng 0 và ta vẽ điểm A trước có x bằng 0 và y bằng trừ 4. Đây là điểm A. Kế đến ta vẽ điểm B, có x bằng 2 và y bằng 0. Ta được hai điểm A và B nối lại, ta được đây là đường thẳng D. Đường thẳng D hay là 2x trừ y bằng 4 cũng là đường thẳng D. ha Và đường thẳng D ta vẽ với đường thẳng liên tục. Tại sao ta vẽ đường thẳng liên tục? Tại vì đề bài cho ta 2x trừ y nhỏ hơn hay bằng có dấu bằng 4 nghĩa là những điểm nằm trên đường thẳng d là nghiệm của bất phương trình 1 những điểm nằm trên đường thẳng d này tại vì đường thẳng d là 2x trừ y bằng 4 nhắc lại nha và đường thẳng d sẽ chia cái mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng một là phía bên tay trái tạm gọi là phía bên tay trái và một là phía bên tay phải nha một là một phía bên tay phải và ta không biết phía bên tay trái hay là phía bên tay phải cái mặt phẳng là miền nghiệm của bất phương trình một ta cần phải tìm để tìm miền nghiệm của bất phương trình ta nên chọn một điểm đơn giản không nằm trên đường thẳng d vậy ta chọn điểm o có x bằng 0 y bằng 0 ta chọn điểm o và ta dùng điểm o này để so sánh 2x trừ y với 4 vậy ta so sánh 2x y với 4. Ở giữa này ta chưa biết dấu gì, ta để trống hay đó. Và ta thế x bằng 0, y bằng 0 vào thì ta được là 0 0 sẽ so sánh với 4. Ta thấy 0 0 chắc chắn nhỏ hơn 4, như vậy ta ghi dấu nhỏ hơn. Và suy ngược lại. Suy ngược lại ta được 2x y chắc chắn nhỏ hơn 4. Như vậy cái vùng mà có điểm O là vùng này, vùng phía bên tay trái là 2x y nhỏ hơn 4. Đường thẳng này là 2x y bằng 4 và phía bên mặt phẳng phía bên tay phải này là là 2x y lớn hơn 4. Đề bài muốn ta điều gì? Đề bài muốn ta là 2x y nhỏ hơn hay bằng 4, nghĩa là ta lấy cái cái vùng ở phía bên tay cái miền đó nha, ở phía bên tay trái cộng với đường thẳng. 2x y nhỏ hơn 4 là đây, cộng với đường thẳng 2x y bằng 4 ta được 2x y nhỏ hơn hay bằng 4. Vậy ta tô nó là màu xanh lá cây. Đây. Màu xanh lá cây là 2x y nhỏ hơn 4 cộng với cái đường màu cam là 2x y bằng 4 ta được 2x y nhỏ hơn hay bằng 4. Như vậy để trả lời cho bất phương trình 1, cái vùng màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây lạc và đường thẳng D là miền nghiệm của bất phương trình 1. Nha. Vậy ta giải đến bất phương trình 2. Bất phương trình 2 ta có 3x cộng y nhỏ hơn 1 và ta cũng đổi cái dấu nhỏ hơn thành dấu bằng và ta đặt đây là đường thẳng d phẩy và ta thấy đây là đường thẳng vì nó có dạng là ax cộng bi bằng c a bằng 3 b bằng 1 và C bằng 1. Để vẽ đường thẳng D phẩy, ta cần tìm hai điểm và dễ dàng nhất là ta cho x bằng 0. Và thế x bằng 0 vào phương trình đường thẳng D phẩy, ta được y bằng 1 và đặt là điểm C. Với x bằng 0, y bằng 1. Kế đến, ta cho y bằng 0. Thế y bằng 0 vào phương trình đường thẳng D phẩy, ta được x bằng 1 phần 3 và ta đặt là điểm D có x bằng 1 phần 3 và y bằng 0. Ta vẽ hai điểm C và D. C và D trên trục tọa độ nha. Bây giờ các bạn không chú ý đến cái vùng màu xanh lá cây với đường thẳng D. Mình đang nghĩ mình đang làm trên cái mặt phẳng trắng tinh, mới tinh nha. Không có một màu, màu xanh lá cây với đường thẳng D. Và ta vẽ điểm C. Điểm C có x bằng 0, y bằng 1 và điểm D có x bằng 1 phần 3 và y bằng 0. Ta có hai điểm C và D, nối lại ta được đường thẳng D phẩy. Đây là đường thẳng D phẩy. Và đường thẳng D phẩy ta vẽ với đường thẳng đích đoạn nha, đích đoạn. Tại sao ta vẽ với đường thẳng đích đoạn? Vì đề bài cho ta là 3x cộng y nhỏ hơn, nhỏ hẳn hơn nha. một không có dấu bằng. Như vậy, những điểm nằm trên đường thẳng D phải không là nghiệm của bất phương trình 2. Ký hiệu đích đoạn như vậy. ký hiệu đích đoạn nghĩa là những điểm nằm trên đường thẳng D phải không là nghiệm của bất phương trình 2. Và đường thẳng D phải cũng vậy chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một là phía bên tay trái và một là phía bên tay phải. Như vậy ta cần tìm nửa mặt phẳng nào là miền nghiệm của bất phương trình 2? Ta chưa biết. Và để tìm miền nghiệm của bất phương trình 2, ta cũng nên chọn một điểm đơn giản không nằm trên đường thẳng D phẩy. Như vậy ta cũng chọn điểm O. Ta chọn điểm O có x bằng 0 và y bằng 0 và ta dùng điểm O này để so sánh 3x cộng y so sánh với 1 và ta ghi lại 3x cộng y so sánh với 1. Ta chưa biết dấu gì nằm ở đây, chưa biết từ từ nha và mình thế x bằng 0 và y bằng 0 vào thì ta được là 0 cộng 0 so sánh với 1 0 cộng 0 chắc chắn nhỏ hơn 1 vậy ta ghi dấu nhỏ hơn và suy ngược lại ta được 3x cộng y chắc chắn nhỏ hơn 1 như vậy cái vùng mà có điểm O là cái vùng phía bên tay trái nè có điểm O đây là 3x cộng y nhỏ hơn 1 đường thẳng này là 3x cộng y bằng 1 và cái vùng phía bên tay phải là 3x cộng y lớn hơn 1. Đề bài muốn ta điều gì? Đề bài muốn ta là 3x cộng y nhỏ hơn 1 tức là cái vùng phía bên tay trái. Vậy ta tô với màu màu hương nha. Các bạn à, chú ý một tí xíu. Đây, khi mà màu hương này nó lấn qua màu xanh lá cây nó đổi thành màu nâu nguyên cái vùng trên này nó đang đi tức là miền nghiệm của bất phương trình 2 đó thấy không đó. hết cái này là miền nghiệm của bất phương trình 2 và để trả lời cho bất phương trình 2 ta ghi cái vùng tô màu hường với màu nâu lạt màu hường và màu nâu lạt là miền nghiệm của bất phương trình 2 và để ý một tí xíu cái vùng màu nâu lạt này nè cái miền màu nâu lạt này nè là giao điểm của màu xanh lá cây với màu hường không phải giao điểm mà là phần giao xin lỗi cái vùng màu nâu lạc này nè là cái miền giao giữa màu xanh lá cây và màu hường thì nó ra được màu nâu như vậy mà nếu mà bất phương trình 3 mà nó giao với phần màu nâu này thì là hệ bất phương trình sẽ có nghiệm mà nếu nó không giao với cái phần màu nâu này thì là hệ bất phương trình vô nghiệm nha. Bây giờ mình giải bất phương trình 3. Bất phương trình 3 với y nhỏ hơn hay bằng 0 và ta cũng chuyển dấu nhỏ hơn hay bằng thành dấu bằng và ta đặt là d2 phẩy. Và các bạn để ý đường thẳng y bằng 0 tức là trục hoành là trục trục trừ xx. Đây là trục hoành nha. Những đó những điểm mà nằm ở trên trục hoành là có y bằng 0 và đề bài những điểm mà nằm ở trên trục hoành nha những điểm mà ở trên trục hoành là có y lớn hơn không và những điểm nằm ở dưới trục hoành là có y nhỏ hơn không và đề bài muốn ta điều gì đề bài muốn ta là y nhỏ hơn hay bằng không như vậy là ta lấy những phần cái ở dưới trục hoành vậy ta tô màu màu tím đó nó nằm ở dưới trục hoành thôi tới trục hoành là mình ngừng lại nha để ý nha để ý cái màu tím này là miền nghiệm của bất phương trình 3 nó đi ngang qua với cái màu nâu luôn nó quẹt vô phần màu nâu luôn đó bây giờ để mình giải trả lời cho cái bất phương trình 3 cái vùng tô màu tím lạc nha và đường thẳng d 2 phẩy là, trừ xx đó là trục hoành đó là miền nghiệm của bất phương trình 3 đó, cái vùng màu tím này và D2 phẩy là chữ XX là miền nghiệm của bất phương trình 3 còn cái miền nghiệm của hệ bất phương trình là cái gì miền nghiệm của hệ bất phương trình là đây giờ mình vẽ cái chu vi của nó đây nè từ đây cho đến điểm màu cam và đi xuống giao điểm ngay đây và đi xuống tới vô cực đó là cái này là cái tứ giác này nè và để hình dung giờ mình tô một cái màu khác đi cho các bạn thấy miền nghiệm của hệ bất phương trình. Đây, màu xanh dương đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình. Đó. Đúng chưa? Màu xanh dương thôi. Như vậy trả lời cho cái hệ bất phương trình. Cái vùng màu xanh dương là phần giao của ba bất phương trình 1, 2 và 3, bao gồm đường thẳng D. Bao gồm đường thẳng D, đường thẳng D là đây, màu cam đây đi từ vô cực cho đến đây ngừng thôi không đi nữa không có d không có d phẩy nha nó chỉ có đường thẳng từ đây từ vô cực cho đến đây của đường thẳng d và d phẩy mình không có lấy đoạn này không có lấy những điểm nằm trên đường thẳng này không có lấy và đi về trừ vô cực đi về trừ vô cực cho đường thẳng d hai phẩy đường thẳng d hai phẩy bắt đầu từ đây và đi về trừ vô cực rồi, đến đây ta đã giải xong bài số 23. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác nha.